chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Sau hiểu lầm, Vinh Hiển và Nhã Phương ngày càng thêm tình cảm. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Chuyện hiểu lầm về bài đăng trên mạng xã hội của Nhã Phương sau cùng cũng đã có lời giải, nhờ có camera an ninh mà Chí Kiên và Vinh Hiển biết được cô Ngân trưởng phòng đứng sau tất cả mọi chuyện. Ngân ngay lập tức bị đuổi việc, thế nhưng người đứng đằng sau giật dây là Mỹ Linh vẫn ung dung tự tại. Cô phủ bỏ hoàn toàn trách nhiệm với Ngân, mặc cho Ngân đã làm theo lời sai khiến. Niềm vui liên tục đến với Nhã Phương, khi ngay sau đó căn nhà mà cô và Vinh phát rao bán đã được bán thành công, người mua cũng chính là ba mẹ cậu bé mà cô đã cứu một mạng sống. Để ăn mừng chiến thắng lớn này, Nhã Phương đã mời ông Hưng để chiêu đãi ông một bữa. Cô luôn luôn nhớ ơn ông đã giúp đỡ, tạo công việc cho cô làm tại Hưng Thịnh. Nay có được một chút niềm vui, người cô muốn chia sẻ nhất đó chính là ông. Thế nhưng điều cô không ngờ đến là chính là Vinh Hiển cũng tham gia vào bữa tiệc, một vị khách không mời mà đến. Thật ra, sau hiểu lầm, Vinh Hiển cảm thấy có lỗi với Nhã Phương, nhưng vì phận là sếp lớn, lại còn có cái tôi quá lớn, nên anh đã không nói lời xin lỗi, nhưng vẫn muốn tìm cách làm hòa với Nhã Phương. Do đó, khi ông ngoại rủ đi ăn tiệc cùng cô nhân viên xinh đẹp, Vinh Hiển ngay lập tức đã đồng ý. Thế nhưng trong bữa ăn, đôi oan gia này vẫn tiếp tục khắc khẩu, liên tục đấu tố nhau khiến ông Hưng vừa đau đầu lại vừa buồn cười. Nhã Phương còn gấp cho Vinh Hiển toàn rau để trừ cái tội đổ oan cho mình. Sau đó Nhã Phương và Vinh Hiển lần lượt tố cáo những điểm họ ghét đối phương cho ông ngoại biết. Nhưng những điều này không qua mắt được ông Hưng, bề ngoài như thế thôi, nhưng ông nhìn đã rõ cả hai đang dần có tình cảm với nhau, chỉ cần có thêm thời gian thì mong ước Nhã Phương thành cháu dâu sẽ thành hiện thực. Ông thật hạnh phúc khi hôm nay được ăn tiệc cùng hai người cháu mà ông rất yêu quý. Bất ngờ sau khi ăn tiệc xong, ông Hưng nhìn thấy Vinh Phát lại đang đi ăn tiệc với các đối thủ trong Hưng Thịnh, điều này rất khó hiểu. Ông bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của Vinh Phát, vì họ ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông Hưng sau đó ẩn người đi không để đứa cháu phát hiện, ông sẽ lưu ý và cho người điều tra về vụ việc lần này. Nếu thật sự Vinh Phát hợp tác với những đối thủ, thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tập đoàn Hưng Thịnh. Liệu rồi sau bữa tiệc, tình cảm của cặp đôi oan gia sẽ ra sao? Ông Hưng sẽ điều tra được những gì từ những bí mật mà Vinh Phát đang nắm giữ. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.